nào đi quay cho em coi đó. Bây giờ anh đi quay cho em coi nè. Ok nè, Rồi. anh Dạ. ngay cái ngay nhà ngay chỗ nhà anh đi ra cái chỗ này, nó bán nhà nè, nó làm cái gọi là manufactory home. Manufactory là nó làm, nó build sẵn, nó để đây. Em có thấy không? Thấy cái nhà nào, mấy cái khu này nè. Nè, để anh quay cho em coi, thấy không? Dạ. Dạ, thấy không? Đó. Rồi anh đi vô đó luôn đi. Dạ. Nó hơi xa, nhìn nó nhỏ. Anh đi lại đây nè. Đi lại đây cho em coi. Cái Dạ. nhà, cái một cái gọi là cái một hai cái này nè, em thấy hai cái này nó chập lại không? Gọi là double. Double nó chập lại với nhau. Một còn một cái là một chỉ single thôi. Có cái single là cái đằng Dạ. kia kìa. Cái anh kia là single nè, đang hỏi anh cho em coi là anh đi vô nhà luôn. Nó đưa thằng này Mỹ này, nó cũng nai lắm, nó đưa anh chìa phá, nó đưa cho anh chìa phá đây. Mấy Dạ. cái nhà đó chừng nhiêu chiếc anh? Từ Nhiêu cái? 37 ngàn tới 110 ngàn. Cái này á. Ủa nhà nhỏ gì 37 ngàn hả? Dạ. Cái này á là single home nè. Single gọi là single nè. Còn cái double là bên đây có thêm cái, nó cũng giống vậy, nó cũng giống vậy luôn, nhưng mà bên đây là double, ok? À nó đang nó hình như nó có gì nó đang che lại chứ nó chưa có tháo rồi đúng không anh? Nó che lại, nó che lại, nó này nó che lại, đây mũ nó che lại rồi, hộp để cho em coi. Còn bên kia là xong rồi kìa, nè quay qua đây nè, bên đây là xong rồi, bên đây là double nè, ok? Dạ. Cái này là khi mà nó làm xong rồi nó đóng siding, nó đóng siding là cái này nè, em thấy rõ không? Để anh đi lại gần cho em thấy Thấy rõ rồi. nè, Dạ. ok? Nè siding nè, cái miếng siding nè, đây là siding nè, thấy không? Nhà anh cũng đóng À. siding, nhưng mà sau khi nó để mà cây rồi á, dán rồi nó đóng lên rồi nó siding. Siding ngoài là cái miếng này á, là cái miếng wafer board nè. Thấy không? Dạ. Wafer board là gỗ mà dán ép á, bắt đầu nó ép lại với nhau, nó có nguyên một miếng phát 48 4 4 feet 8 feet mà anh không biết bình bình chia ra mét là bao nhiêu. Cái này là nó làm trong xong có nó siding, cái này là bằng mủ. Bằng mủ ngay cái corner nè, bằng mủ nè. Nó khô vào lại trời mưa nước, nó xuống ở trên này, nó chảy xuống thì chảy xuống tới đây luôn. Dạ. À. Ủa vậy là mà anh Dũng ơi, mấy mấy cái nhà này mình mua rồi đó, mình phải thuê thêm miếng đất mình đặt cái nhà lên nữa ha anh. Đúng, cái này là thuê đất, cái này là nếu mà đất của em á, thì thôi. Còn mà có cái khu không, cái loại này á là mình mua mình phải đem đi ra ngoài khỏi thành phố, chứ ở trong thành phố nó không cho đặt cái loại nhà này. Tại cái loại À. nhà này á, là nó ở mấy người làm farm á, rồi mấy người mà người ta có đất ở ngoài thành phố á, CD á, ở trong CD nó Dạ không có rồi, cho làm, hiểu rồi. nó không có cho đặt cái này. Còn nó ở trong CD Dạ. nó có cái loại là cũng có cái loại khác là gọi trailer home. Hồi nãy cái em gái mà dân tộc Mường đó, dân tộc gì đó, em nói là boyfriend của em đó đó ở Texas, Ờ. là ở cái nhà là trailer home cũng cũng giống như cái loại, cũng giống như vậy, nó cũng kéo đi, nhưng mà nó là ở ngoài đó, nó làm bằng giống như bằng mấy cái tấm tôn đó, nó cover lại bằng Dạ. nhôm, nó nhẹ, nó rẻ hơn cái này nhiều. Cái đó là nó cũng Dạ. đúng, nhưng mà cái mới đó thì nó rẻ. Còn cái này là từ 37 ngàn tới 113 ngàn. Ok, để anh nói cho em nghe, em thấy không, nhìn dưới đây nè, thấy chưa, Dạ thấy không? ông xã này nọ tôi Dạ, thấy không? Cái này không chưa chưa bắt ông xã. Cái này là đó, mấy cây đó cây sắt hả anh, cái này là gạch lóc. Gạch lóc nè, mấy cây ngang ngang là cây sắt đó mấy hả, cái này là cây sắt, mấy cái dàn sắt của nó à nè, bên mấy dàn sắt dạ này nè, ok? Nó kéo tới dạ rồi xong rồi nó xét xuống là cũng giống như dạ vậy. Nhưng mà ngay chỗ này nè, cái phần này là cái phần ngoài nè, phần ngoài nè, nó xuống đây là nó không có Dạ. xây gạch lóc. Còn cái nhà của anh á, là nó ở trong CD là anh làm á, là nó phải đào móng rồi xuống khoảng 2 feet để đào Dạ. móng á, rồi đổ nó vòng vòng, nó đổ xi măng gọi là đào móng, rồi để có sắt ở dưới đó, có kêu là gì ở đào móng á, ở Việt Nam mình kêu đào móng á, rồi nó mới xây lên. Dạ. Rồi nó cái nhà ở trong CD nó đem gỗ tới, nó để nó làm tại chỗ đó, tại chỗ nhà của mình luôn, khi khu nào nó mua đất á đó, nó làm đó gọi là cái nhà. Mà cái nhà nó kiên cố hơn cái này. Cái này á là cũng cái này nó là nó cũng hình thức là mobile home đó. Ở bên đây Dạ. có nó có bốn nó có ba loại ba bốn loại nhà lận. Khi mà em mua đó, nó có chiếc xe tải bự semi truck á, nó tới, em thấy mấy cái dàn bánh này không? Dạ. Đó, nó kéo tới nhà của mình, rồi nó sẽ có nguyên một cái dàn cây khác, chứ không có. Còn cái dàn này á, cái dàn này nó lấy mấy cái bánh này ra nè, em thấy không? Cái bánh nè, Dạ. bánh đây nè,
Nó gỡ ra, nó lấy cái này ra, bánh thì nó lấy của nó, còn cái dàn sắt thì nó để xuống. Nó là nó đi theo với cái nhà của này. Nó để xuống, nhà nó không có, và vòng vòng ở chỗ này xuống á thì nó không có đào móng gì hết á. Nhưng mà cái chỗ này á, nó sẽ lấy đồ, nó sẽ lấy giống như cũng là vinyl luôn, bằng mũ giống như vậy luôn. Nó cover xuống, nó từ đây nó xuống xuống dưới đất này, ăn cho không có con này, con mèo, con chó thì nó chui xuống vô trong này. Rồi nó cũng làm cửa cho mình luôn. Mở cửa xuống đây là nhiều khi mình bắt cái đường ống nước hay là đường gì á thì mình chui xuống. Nhưng mà cái nhà này nó nằm ở ngoài city, nó không có cái đường ống đi thẳng xuống đất đi ra ngoài. Rồi cái đường ống của city nó có cái thùng septic, gọi là septic tank á, giống như cái thùng ba cái chứ, nó hút vô giống như là hút hút vô cái ống cầu tiêu ha, rồi hút vô cái đường sinh ha, sự chảy đồ đó, rồi đi ra ngoài đó, rồi mình có cái loại thuốc mình bỏ vô cho nó tiêu đó. Anh đi ra tới cái chỗ làm này nè, cái chỗ làm nó chuyên môn nó bán á. Đấy, rồi Ủa anh mở cửa một cái nào vô coi nội thất được không anh? được chứ, nó được cho anh cái khi nè, nó nói mày mở cửa vô đi, tao cho mày, đưa mày cái khi nào mà mày muốn tao giải thích cái gì á thì mày kêu tao đó. Để anh mở cửa cái này đi. À, nó đưa cho anh cái cửa à, cũng có nhà nè đàng hoàng nơi thơm. Cái này là cái nhà là mobile home đó, mobile home hay là trailer home hay là manufacturing home là cũng là nó. Còn cái này nãy nó mở rồi mà nó chưa đóng lại nè, thấy không? Cái nhà đó diện tích chừng nhiêu anh? Cũng dài á, anh không biết bao nhiêu mà cũng dài, cũng bự đó, anh thấy chưa? Mấy phòng anh? Nhà này hả? Nhà này ba phòng, nhà ba phòng. Đây là phòng phòng đây là cái bếp nè, bếp. Ở đây là phòng khách, phòng khách nè, anh đứng ngay phòng khách anh chơi em coi, thấy không? Cái Cái bếp này là 37.000 nhiêu anh? Cái này nhiêu tiền anh? cái này mắc hơn Cái à, nhà luôn anh? cái này mắc hơn à, cái này từ single, cái này hai cái nó ấy lại nè, hai cái nó em thấy cái đường này không? Cái đường này á là Là mình hai cái mua này lượt là là đắp hai cái bộ nữa luôn đúng không anh? hả? Tức là mình mua lượt là hai cái luôn đúng không, em chứ không phải là có một em cái có đúng không? quyền, em tùy thì em muốn mua hai cái á, thì em mua hai một cái thì em mua một cái là single là một phần bên đây thôi, ok, còn đây một phần bên đây thôi, còn nếu mà mua double thì hai cái nó nhập lại gọi là double đó. Thì double là bao nhiêu tiền anh? Từ 37.000 tới 113.000. Cái này nó chỉ Không, cái nhà này luôn nè, cái nhà anh đang coi luôn nè, là như anh biết không? không, nó đi vô trong văn phòng rồi, anh đâu có biết đâu, nó đưa chìa khóa cho anh mà, anh đâu biết. Nếu mà muốn ấy thì phải hỏi nó. Đó đó là đây là cái phòng khách, còn mấy bên đây là phòng ngủ đó, phòng ngủ nè. Này là nó này nó chưa xong, này chưa xong, để anh đi mở cái nhà khác cho em coi, đi mở cái bên khác cho em coi. Đó đó là anh nói có sách mách có chứng. Rồi nếu mà một hồi nếu mà em có thời gian á, anh chạy tới cái chỗ mà mấy cái nhà nó xây giống như nhà ông Lợi Minh á, đó đó là cái nhà nó đổ bằng xi măng, bây giờ nó nhà làm bằng xi măng hết à, nó đổ xi măng, nó đi đường ống trước, ok, rồi nó sẽ nó design phòng nào phòng tắm này kia hết, rồi nó đổ xi măng lên, rồi mấy cái dàn cây nó để frame dàn cây lên, dàn cây lên rồi lên rồi bắt đầu nó mới làm đó, giống như cái nhà gạch bên đó đó nha, em thấy nhà gạch bên đó là nhà dân của ta đó. Đó 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 là cái nhà gạch ở bên này, cái nhà gạch là nhà có tiền nhiều nhất, nhà nó mắc tiền, nhà mặt kia mắc tiền nhất. Còn cái nhà siding thì ở nhà siding là giống như vậy, ở trong mới dàn gỗ xong rồi mới làm siding thì nó rẻ hơn. Còn Mỹ này nó cũng thiệt tình lắm, nó đưa nó đưa chìa khóa cho anh đó. Đây đây là một cái nhà khác nữa đó, ở dưới này là em thấy không, nó bằng sàn vinyl, gỗ. đây là cũng cũng một kiểu giống như đây. Đây vô đây là phòng khách nè, phòng đây là cái chỗ này là cái phòng khách, xong rồi đây là cái nhà bếp đó, cũng dài vô trong đó là phòng, nhưng mà mua thì nó để cho mình tủ lạnh đồ này kia hết. Đây là đó, đây là một phòng nữa.
Nhà này hình như ba hai phòng rồi. Ở đây là cái bathroom. Yep. Dạ đây 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 là phòng ngủ. Phòng ngủ. Rồi ở trong này cũng có ba cái bathroom nữa. Dạ. Yep. Bathroom. Rồi ở trong này là tủ đựng quần áo. Nó vậy. Đó. Dạ. Nó là vậy. Đó. Đó nói cho em sơ sơ á. Là mấy cái nhà manufactory home là vậy, giống như ngày qua ông Lợi, ngày bữa ông Lợi, ông Lôi Minh ông nói là manufactory home. Cái nhà này không phải là, cái nhà của anh không phải là loại dạng này. Cái nhà của anh á là nó đào móng xuống, rồi nó cũng nói chung giống ở trên thì nó cũng giống vậy, nhưng mà nó đào móng nó âm xuống. Mấy cái nhà này á, thì nói chung là gió bão thì cũng ok, nhưng mà nó không đến nỗi nào. Nhưng mà thời nay đồ ở bên này á, tới mùa xuân mùa này nè, thằng ấy đồ á, nó mà đi ngang một cái nhà, cái nói thiệt cái nhà của ông Lợi Minh hả, nó đi ngang mà trung tâm mà cái thằng ấy đồ mà ông ở Việt Nam mình kêu là trù cù đi á, nó hốt một cái ở nhà ổng nữa, tôi nói thiệt á, còn cái sườn thôi, nóc đồ nó bay hết, xe lửa mà cái to xe lửa nó hốt một cái nó còn lật ngang, mà huống chi mà nói cái nhà em. Nhưng mà trường hợp đó thì cũng bị hoài ha, mấy thành phố ở Texas rồi Arkansas không có, Oklahoma có. Còn thành phố ở trên tiểu bang của ổng là Arizona thì anh không biết. Đó, đó là vậy đó. Chứ đấy, nhưng mà cái điện thoại này chắc cũng gần anh đi rồi. Tôi thấy nhà anh mà phải không? Chưa, thì cái gì anh cho em coi em mới thấy chứ. À, ok, giờ anh đi vô anh trả chìa khóa cho nó. Nè, xong rồi á. Nó set up xong xuôi hết rồi gì? Giờ còn có 10% nữa. Đó. Rồi anh live stream với em là hết pin rồi, anh sorry nha. Nè xong rồi á. Cái chỗ này, cái chỗ này nè, nó xuống nó bỏ đây xuống dưới đất nè. Nha. Yeah. Thấy không? Này nè, nó cũng giống như nhà bên kia hồi nãy đó, nhưng mà ngay chỗ này nó đi xuống là nó để nó che lại nè, bằng sắt nè. Đó. Yeah. Đó, đó là vậy là thấy kỹ rồi không? Đó là vậy. Rồi mấy cái nhà này mình, mấy cái nhà này mình mua của nó là có giấy tờ đàng hoàng đúng không anh? Có chứ. Giấy tờ đàng hoàng. Ví dụ mình trả mua, bao nhiêu năm. Mình yeah, mình mua nhiêu. Mình trả góp cũng được, mà trả tiền lừa một lần cũng được hả anh? Yeah. Trả tiền một lần nó còn phái nữa. Yeah, trả tiền một lần nó còn phái. Nhưng mà thay vì cái nhà này 37.000 em trả lại một lần em deal với nó bán em khoảng chừng 28-29.000 thôi. Yeah. Em trả tiền một lần không cần phải ấy, nó phái tiền mà gặp. Mà ví dụ mà ở đây mà trả tiền mặt ha. Mà nó phái nữa. Yeah. Đi vô trong phòng. Hey buddy. Bear with me just a second. Yeah. Oh, thank you. Yeah. À, anh nói anh đã nói chuyện với Mỹ. Anh vô trong phòng. Brent, yeah. On the pool house, is that a is yeah. that 30 wide anh, are those 4-foot eaves? Yeah, anh đang nói chuyện. Yeah. Thằng đó ăn sale hơn sếp vậy anh? Anh sếp thôi. Sếp không có, thường mấy sếp không có ở đây. Sếp nó đâu cần đâu. Thằng sếp nhìn ngầu người ta. Hả? Thằng sếp nhìn ngầu ha. Đâu có gì đâu ngầu. Đây văn phòng của người khác nữa nè. Yeah. Đây văn phòng của người khác nữa nè. Đây là đâu phải sếp. Sếp ai đâu rồi ra đây ngồi. Sếp chỉ cần kiếm tiền thôi ở nhà thôi để cho mấy lính nó ra đây nó bán chứ. Dạ. Ủa theo như kinh nghiệm của anh thì cái nhà này nó mình xài được mấy chục năm, 20 năm không? Dạ, 20-30 năm nếu mà em xài em không phải là. Cái đó là chắc cái khung thôi đúng không? Yeah. Cái khung thì 20-30 năm còn. Sir. Còn cái dách này là chắc phải thay thường. I'll be back. Yeah. Okay. Yeah. I'll be back. Okay. You don't mind you say hi? How you doing? Nó hỏi em có phải không? Mark 30x84. I got a customer here. Yes, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Have a great day. Thank you. Bye bye. Yeah, nó là thằng bán nhà. Yeah, ở bên này nó yeah. nó vậy đó. Hôm hỏi ok lắm, nó tiếp đãi nồng hậu. Tại vì mình là customer, mình vô mình là khách hàng, nó thấy mình vô nó phải đối xử với mình đàng hoàng chứ đâu. Mình đâu có, nếu mà không tốt thì nó không ai mua nhà nó đâu. Nay lắm, cũng ok yeah. lắm. Rồi. Yeah. Yeah. Rồi bây giờ á, bây giờ anh
anh đi về đi về nhà. Nhà anh đây. Rồi vậy anh đi về nhà rồi anh like tiếp nha. Dạ, anh đi về nhà anh sạc điện thoại rồi anh like, anh chỉ cho em là cái nhà của anh rồi anh chỉ cho em, anh sẽ đưa em những cho em với anh em ở trên này coi những cái nhà mà anh có mua rồi, anh có mua bảo hiểm rồi, anh mới đi đóng bảo hiểm hai cái nhà ngày qua nữa nè. Rồi rồi yeah, rồi, yeah. Rồi rồi anh chỉ cho em cái nhà của anh nó khác biệt với cái nhà này là sao, cái nhà anh đang ở rồi, rồi. Ok rồi, ok rồi. Vậy okay, cái xe của anh cái xe của anh không có sạc điện thoại được hả, sạc cho nó lẻ đi anh. Cái xe của anh có dây sạc điện thoại không? Có cái đầu sạc điện thoại mà ngày bữa anh nói chuyện với em á ở ngoài xe đó. Rồi anh, yeah. Anh lấy cái cọng dây này anh chạy vô nhà anh chạy rồi anh bỏ ở trên cái nhà sửa rồi. Có cái này mà không có cái xe, nhưng mà có đó thì anh sạc liền rồi. Bởi vậy rồi, anh sạc liền rồi anh chạy xe về nhà. Anh chạy xe về nhà cho em khỏi mất công phải đợi đó. Thì bây giờ khi nào mà hết phone hết pin thì anh thấy là biết tắt rồi, là hết pin rồi. Đó bây giờ anh chạy đây về nhà anh cũng gần lắm, khoảng chừng 2 phút là tới rồi. Yeah. Ủa gì gần vậy? Yeah, gần xỉu à, tại vì nhà anh cái bên đây mà. Cái đường này là đường chính à, đường này là đường chính của thành phố này là đường Roger nè. Ok, cái đường này á, ở đây nè. Ở đây nó có hai đường lên, hai đường xuống. Cái đường này nó có cái đường vàng ở giữa, anh thấy không? Yeah. Em nhìn cái con đường này là có vẻ bụi á nha. Đường này chắc không bụi á. Hả? À? Nó nằm giống ở khu nông thôn quá anh ha. Đâu, cái đường này nó nằm ra rồi, khu nông thôn rồi. Gần chút nông thôn rồi. Còn cái đường này nó chạy vô chút xíu nó mới vô đường chính. Bây giờ cái đường này cũng là đường chính nhưng mà nó đã nằm ra ngoài rồi. Đó, cái đường này đi vô khu nhà anh nè. Anh thấy không? Dạ. Đó, cái miếng đất này nó bán 290 nè. Tao mua tao định xây nhà nè. Cái miếng đất cái bên đây nè, anh thấy không? Dạ, nó vắng quá anh ha. Đường mà nhà nó vắng ghê, không thấy nhà đâu luôn á. Đây, chưa. Đây nè. Đây rồi bắt đầu. Vậy, ở bên Mỹ là cái cột đèn nó cũng còn nằm vậy đó, anh nó không có âm dưới đất hả anh? Cái cột đèn này hả? Cái đồn này đường điện cao thế. Cái khu nhà tùy theo bây giờ nhà mới là nó còn nó không có để điện ở trên này, nó âm điện xuống đất hết rồi. Dạ. Dạ, âm điện không? Bây giờ cái khu nhà rồi nè, nhà này bên đây nó khác. Cái khu này nó khác. Còn cái khu nhà anh là bây giờ điện nó âm xuống đất rồi. Nó không còn, nó không còn ở trên đây nữa. Còn mấy cái đường điện này, điện cao thế là nó phải chạy, nó chạy từ trạm điện. Đó. Em thấy cái khu nó có hàng rào không? Hàng rào nè. Đó. Bây giờ bắt đầu tới khu nhà anh rồi nè. Dạ. Em thấy cái khu nhà, khu hàng rào nè, phải không? Dạ. Yeah. Đó, anh quẹo vô cho em coi nha. Không biết còn biết anh không rồi cứ ấy đi. Rồi anh chạy về tới nhà. Đây, đây, đây là cái khu vô nhà anh đây nè. Đó, bắt đầu vô. Đây, khu này là khu mới. Ở khoảng 10 năm nay thôi. Đó, em đâu có thấy điện nữa đâu. Alright. Nhìn đẹp quá anh ha. Thì cái khu này, khu nhà nhìn anh ở quá. Bên đây là cái khu này nguyên khu. Một khu này gọi là POA. Cái khu của nó là mỗi năm là đóng cho nó là 400 đồng một cái nhà vậy đó. Nó lấy nó bắt đầu cắt cỏ vòng vòng. Ở bên đây có cái hồ nữa, cái hồ này có cái hàng rào hết. Nếu mà chiều ai có ở khu này nó mới có cái khúc mình bấm số đó nó mới, mình mới mở cửa vô được, mình mới đi bộ vòng vòng cái hồ. Nếu mà em có thời gian á, hồi á, nếu mà em có thích á thì anh đi qua cái hồ cho em coi. Anh cũng đi bộ bên này nè, thường thường chiều đó anh thấy cái hồ bên đó không? Đó, thấy cái hồ bên đó không? Thấy anh. Thấy xa xa không? Đó. Dạ, thấy xa xa này. Đúng rồi. Đó, cái khu này. Để anh chạy. Cái chỗ này quay phim đẹp nè. Thì cái nhà. Không, cái chỗ này của anh quay phim đẹp nè. Đó, nhìn nó có đồi, nó có cỏ, có cây. Nhà nó như là, nhà nó giống resort ở Việt Nam của anh. Anh không biết resort Việt Nam sao, nhưng mà cái khu này. Giống cái nhà vậy đó. Cái nhà có cái máy vậy đó. À, cái nhà, đó thì đúng rồi. Đó, thấy nhà nào có anh không? Không, sao biết anh? Để anh chạy vô, đây nè. Có nhà này nè. Có nhà của anh. Ok. Nhà của anh là nhà xây hả anh?
chứ không phải là mobile home phải không? Không, nhà đến nhà gác. Đó, để anh bắt, để anh bắt garage lên. Đó. Anh bấm, bấm ở trong xe nó có cái garage, có cái sensor mình bấm vô. Đó. Mở cửa ra anh chạy vô. Đó, mở garage. Nhưng mà cái garage này hay có ba chiếc xe đậu rồi, nhưng mà anh để bên đây để đồ rồi chiếc xe bên cái garage bên đây thì con của con gái. Xe anh đậu xe con gái của anh bên đây. Dạ. Đó. Đó nhà này của anh. Đó. Dạ. Tới sơ sơ thôi, đó ở bên kia là nhà của ông bác sĩ người Ấn Độ. Dạ. Bên đây cũng vậy, hai vợ chồng là bác sĩ hết. Còn bên đây là người nhà của người Tàu, của người Hoa. Bên đây cái ba chỗ parking lot là ba chỗ garage, double triple garage ở bên này. Cái đó là chỗ đó, bên đó là chỗ của con gái anh, nó đậu xe bên đó. Ở bên này nhà anh cũng có security nữa nha. Mà em mở cửa ra nè, để em nghe nè. Em nghe nó kêu không? Nghe anh. Có alarm system nè. Trong vòng 30 giây, ok? Anh tạm mà vô trong vòng nó, mình có cái code, mình bấm, nó sẽ hết. Mà mình trong vòng 30 giây á, mà mình không bấm á, nó sẽ kêu e, nó hú lên là liên quan tới ngay sở cảnh sát luôn. Để anh bắt lên cho em coi. Ủa vậy mấy cái, mấy... Anh ơi, cái nhà này như cái nhà của anh thì giá trị là bao nhiêu tiền anh? Hồi đó anh xây. Anh xây hả? Anh nghe không? Nghe, hú nghe nó kêu không? Dạ nghe. Dạ, đó bây giờ anh bấm rồi. Ví dụ dưới nhà này người ta bán thì khoảng bao nhiêu anh? Rồi, nó bấm hết rồi. Người ta bán hả? Nó tụi sinh nó xây nó bán. Rồi giờ anh về tới nhà rồi, anh cắm vô cho em coi, anh cắm anh sạc pin nè. Rồi. Dạ. Nhà này, hồi đó anh xây 300 ngàn thôi. Nhưng mà anh xây nè. 300 ngàn? Dạ, anh xây nó đẻ ra 20 ngàn nữa. Tại vì ngày xưa... Anh xây thì 300 ngàn nhưng mà chắc người ta bán đó là phải mắc hơn đúng không anh? Không, anh điều với nó mà. Không, nó bán thì dĩ nhiên mắc hơn khoảng chừng. Nhưng mà anh nói với em, rồi anh trước khi ở đây Mỹ là ai cũng vậy hết á. Trước khi người ta đi mua nhà, người ta phải đi tới cái khu đó, người ta coi cái nhà, những cái nhà đó bao bán bao nhiêu tiền. Chứ em bán thì bán mắc hơn khoảng chừng 5-10 ngàn ta mua, chứ em bán 50 ngàn, 70 ngàn ai đâu mua. Hiểu không? Thay vì giờ nhà này, khu này 300 tới 400, 500 ngàn. Nhưng mà cái nhà cùng tuần, cái nhà này 2.000 square foot, 2.500 square foot. Mà nó khoảng chừng 285 tới 300 ngàn, 320 là dữ lắm rồi. 2.500 square foot. Em đâu có bỏ tiền ra 2.500 square foot mà em mua 400 ngàn. Không có gì đó. Em có dám bỏ ra, tại vì cái nhà này 2.000 square foot, nhà kia cũng 2.000 square foot. Mà nhà này nó bán có 250 mà em đi dắt tiền mua nhà kia 350 ha. Đúng không? Ta phải biết cái nhà nào đó. Đó là nhà rồi. Đó là anh nhà này anh tại không biết còn pin không? Không biết còn bao nhiêu phần sen. Rồi pin rồi để không anh... có thì anh cứ sạc đi. Anh cứ sạc đi rồi tí xíu anh nó có pin rồi mà mình chơi tiếp. Ok. Thì sơ cho em thấy cái nhà của anh nè, để anh chỉ cho em. Dạ. Ở dưới đây á là bằng nhà bằng xi măng nè, cái nền xi măng rồi mình xi măng xong rồi đó, rồi mấy cái vàng này nè, mấy cái vàng này nè là từ đây ở trong lên nè, ở này là em biết gì không? Dôi nè, bằng dôi nè. Dạ. Ấy rồi nó bơm biêu lên. Còn cái nhà mà anh đang làm á là cái nhà cái sàn bọng là nhà sàn gỗ. Cái nhà sàn gỗ ở dưới á là nó có lỗ thông hơi. Thẳng xuống dưới đây luôn, nó đi thẳng xuống dưới đây luôn. Nhưng mà cái nhà này mà khi đường ống nước nó bị bể thì mệt mỏi lắm, tiền không á, nó là vậy. Ok. Thì anh chỉ nói với em là ở bên này nó có nhiều loại nhà, chứ không phải là cái nhà bên đây, cái nhà mắc nhất, cái nhà mà đứng thấp á là nhà gạch. Còn cái nhà mà nhà bằng single á là nhà anh đang sửa đó. Đó là single. Chỉ nói vụ cái vụ nhà thôi mà thấy mệt mỏi rồi, thấy mất thời gian rồi, thấy không? Chính người ở bên này. Vậy đó, sao đó nói vậy mọi người ta nghe ta mới hiểu rõ ràng thôi. Chính người ở bên đây á mà còn nói sai nữa. Nhưng mà anh dẫn đi ra cái chỗ đó chỉ cho mọi người biết.
mình cũng cho mọi người biết cái rõ cái thông tin thôi, chứ anh không cần phải nói rồi nói phải anh nói cái tật anh nói vậy, nói là phải cho đúng. Còn manufacturing home là cái đó đó, cái nãy giống như hồi ông Lại Minh ông nói đó, còn cái ông kia ông ở bên đây ba mấy năm mà ông nói thì cái nhà đó là nhà mobile home, manufacturing home là không phải. Nhà anh đang sửa là cái khác. Ở bên đây á, cái nhà gạch á, nhà gạch á thì nó là vậy, còn cái nhà kia là cái nhà nhà sai đình, nhà anh đang ở sửa đó là nhà sai đình, nó khác hơn nữa đó. Dạ đó thì vậy, nhưng mà cũng tùy cá nha, mấy cái nhà đó nó cũ rồi nó rẻ lắm, mấy nhà nãy anh mua mới sửa lại thì nhà nào cũng vậy hết á, nhà mới thì nó mắc, nhà cũ thì nó rẻ vậy thôi đó. Sơ sơ đây là phòng khách đó, phòng khách, còn cái chỗ mà đó là phòng ăn, còn cái này là cái chỗ này là đây là cái bếp anh ở đây là cái island, cái island ở bên này thường thường có cái island là giống như cái chỗ mà mình nấu bếp, cái mình buông qua đây mình bỏ đồ đạc ở đây, ở đây là cái single, nhưng mà em biết cái này là gạch nè, bằng đá nè, bằng đá nè, nhưng mà có em phải mua nhà, nhưng mà em phải biết là nó để cái loại này hay là nó đội bằng meca, biết không, bằng meca thì nó rẻ hơn, còn cái này là nó khác, đúng rồi. Còn tùy theo gỗ nữa, gỗ này là khác nữa. Thì theo cái món đồ mình bỏ ở trong nhà nó mắc hay là nó rẻ, cái nhà là mình đọc, nếu mình bỏ đồ rẻ tiền á thì nhà nó rẻ tiền, mà mình deal với nó mình bỏ đồ này á thì nó đồ nó được cái giá tiền nó khác anh. Ok vậy ha. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, một hồi anh livestream ha, bây giờ anh có giấy tờ sẵn nè, đợi đi á, anh đi ra anh đi vô phòng anh lấy giấy tờ cho em coi là những cái nhà của anh mua anh có đầy đủ bằng chứng. Dạ rồi. Bảo hiểm. Ok. Dạ rồi. Dạ. Đã đi ra ngoài xe. Đây là phòng. Cái này là máy giặt, máy sấy, đồ đạc, sorry, tại đồ đạc nhiều quá, mấy đứa nhỏ, hai đứa nhỏ. Đây là đây đó, anh đi ra đây anh lấy. Không. Bữa nay trời đẹp nè, hôm qua em kia giờ trời mưa. Hôm nay trời đẹp, thấy ông nó nhà. Nhà ở bên này nó yên tĩnh, khu này nó yên tĩnh. Dạ, em thấy không? Nhà người ta đậu xe. Rồi cái đường này, không ai cái đường đó là cái đó, cái đường ở trong khu nhà anh đó. Nó là vậy đó. À, nè, ở đây là cái này là cái company. Cái company nó thách, nó gắn là làm cho mình nè. Nè, ở đây là cái này em biết anh trả nhiêu tháng, 32 đồng tháng thôi. Rồi. Nhà anh có camera nữa kìa, anh gắn cái camera đó kìa. Rồi cái này, camera này không có liên quan gì hết. Anh đi đâu mà, ví dụ ai mà đi tới nhà anh mà tới cái garage nhà anh rồi chạy vô đây là nó camera nó báo vô ngay điện thoại anh luôn. Dạ. Nó báo điện thoại anh luôn, mà đi vô nhà thì có cái đó nó báo động liền. Ủa cái nhà này anh mua bảo hiểm bao nhiêu đô năm anh? Có giấy tờ đây hết rồi. Đây nè. Em thấy giờ em thấy gì đây chưa? Anh đọc đi nhỏ xíu đâu nhìn thấy gì đâu anh. Hả? Anh đọc đi nhỏ xíu mà không thấy được. Nè, highlight nè. Thấy không? Không. Không hả? Đây, cái tử này cái gì? Cái này á, nó bị đây. ngược phải không ta? À đúng rồi, nó yếu không được. Dạ. Bạn yếu hả? Rồi để anh đi vô. Ở ngoài này chắc sáng quá em không thấy. Anh đi vô nhà. Dạ. Trời đó, đó thì ở bên đây là vậy, nhưng mà nói chung anh thì mấy người này đừng có chửi tôi là nó dốc nữa nghe. Tôi nói đâu là có bằng chứng đàng hoàng, thấy không? Bây giờ đừng tôi nói dốc nữa. Ở đây nhà anh thì 4 phòng 3 bát. Đây là cái phòng của thằng bé, của thằng nhóc anh. Dạ. Đó, sùm quá. Còn cái phòng này là anh ngồi phòng computer. Phòng này là cái phòng là chỉ có không có ai ở đây hết á. Thì ba phòng này, ba bốn phòng ở phòng này thì khi nào mà phòng computer của anh. Rồi bên này là cái bathroom. Ở đây hai phòng, ở bên này hai phòng, ở đây cái bathroom của thằng nhóc. Đó. Bathroom. Còn cái bên đi qua bên đây á. Đi qua bên đây đi vô đây á, đây là cái kitchen đó. Ở đây là phòng khách. Phòng khách. Rồi đi qua đây á, hai phòng nữa. Phòng này á, là của con bé gái của anh. Phòng này của con gái anh nè.
ở trong này á, nó có, ở trong này nó có cái bathroom của nó, phòng này là cái bathroom của nó, rồi cái phòng này á, đây là phòng của vợ chồng anh bên đây, phòng của vợ chồng anh đây, ở trong ở bên đây á là, ủa thì em thấy phòng nào nó cũng có cái quạt trần hết anh, thì bên đó không có lắp máy điều hòa không khí không anh? Có chứ, có điều hòa không khí rồi, có cái mặt, em thấy cái điều hòa không khí cái lỗ fan ở đó không? Lỗ đó đó. Đó là cái đây là cái phòng tắm luôn. Đây là cái phòng tắm đứng. Còn cái này đó là đó, còn ở chỗ này là nhiều khi bà xã anh bà đi làm về bà mệt á, rồi bà vô đây và trong này nhiều khi anh cũng leo vô anh ngâm cái giống như jacuzzi á. Còn ở đây là cái tủ đựng quần áo. Walk in, gọi là walk in closet. Đây là mình đi vô đây luôn. Ở đây là cái tủ đựng quần áo. Đó. Nói chỉ vậy thôi. Cũng bình thường thôi. Chứ không có bình thường thôi chứ cũng vừa đủ. Thì nói chung là nhà anh là vậy thôi. Sơ sơ vậy thôi chứ không có gì mà giống như Duy Nguyễn nhà bự. Nhà anh thì ok rồi. Không, bình thường. Bình thường đâu có gì đâu mà ấy đâu. Đó là vậy. Thì nói chung thì ở bên Mỹ này mình cố gắng mình đi làm thì nó cái gì, những gì mình bỏ ra công sức thì mình có là mình thu lại thì mình được được cái sản phẩm của mình thôi, ở đâu cũng vậy hết. Ok. Rồi để anh chị để anh chị cho em coi. Giờ thấy rõ chưa? Thấy. Phải không? Đây nè. Nhà này á là 264 tầm thôi một năm nè. Rẻ lắm nhưng mà tùy theo nha, tùy theo cái nhà này ngày xưa đó. Anh mua anh cover đó. Ngày xưa anh mua có 38.000 thôi, mà mình mua 38.000 thì nó bán cái giá 38.000. Còn nếu mà mình mua cái giá nó mắc tiền hơn á thì mình sẽ trả tiền nhiều hơn bảo hiểm. Thí dụ bây giờ nó cái nhà nó hư nó bị thằng ấy đầu đi hốt đi. Bây giờ mình mua 50.000, nhà mình có 38.000, mình mua 50.000 hay 60.000 thì cái tiền bảo hiểm của mình phải đóng là cỡ như 400-500 hoặc 500-600 vậy đó. Nhưng mà anh không có mua vậy, anh chỉ mua cái nhà anh mua nhiêu tiền giá nhiêu thôi. Còn cái nhà này là 439 đồng nè, em thấy không? Dạ. Yeah. À hả, đây nè, cái nhà này anh mua 67.000 nè. Rồi cái nhà này là ở nọt 8 nè, thấy chữ nọt 8 chữ N không? Chữ N số 8 nè, thấy không? Dạ. 12-19 nè. Đó. Với vậy hôm mà ông Lợi Minh ông nói ở bên này nọt khu nào Đông Tây Nam Bắc nó có. Nó có đúng rồi, ông nói câu đó đúng. Nhưng mà cái khu của anh á, ông hôm đó ông nói là cái khu mà của cái anh về, ông nói khu của anh mua bản nhà đó là khu ít là bên khu ít là hướng đông. Khu này nó rẻ, nhưng ông nói câu này là sai. Nó nói là không có đúng. Chính xác á là từng theo khu đó, bây giờ đó, thành phố này á là khu xa. Bây giờ cái tên ca sĩ Lê Hoàng Trúc này nghĩ làm sao trong cái việc này đây? Hồi nãy là nói là đưa ra xét xử.